Trên thị trường có rất nhiều dòng máy Hàn có tầm giá hơn 1 triệu và con máy Hàn của hãng Wintech có mã Win200 Mini Pro này là một trong những số đó. Vậy liệu con máy Hàn này có đủ khỏe để đáp ứng được nhu cầu làm việc của anh em? Bây giờ tôi sẽ đánh giá chi tiết con máy Hàn này, anh em hãy cùng theo dõi video nhé. Cái máy Hàn Wintech này được đựng trong một cái hộp giấy anh em nhé. Máy có cân nặng 2,9 kg. Kích thước của máy là 22 x 10 x 15 cm. Đi kèm với máy có một dây kẹp mát dài 1,2 m và một dây hàn kẹp que dài 2 m. Tất nhiên là với cái dòng máy hơn 1 triệu này thì dây hàn đều là dây lõi nhôm anh em nhé. Máy có một tay cầm phía bên trên và lỗ ở hai đầu để gắn dây đeo. Bên sườn máy là logo của hãng và khe tản nhiệt. Mặt trước của máy có một núm điều chỉnh dòng hàn. Máy hàn này có dòng hàn thực tế tối đa là 120A, nhưng đồng hồ lại hiển thị tối đa lên 204, cho nên sẽ gây nhầm lẫn cho người sử dụng. Phía bên trên đồng hồ hiển thị là đèn báo quá nhiệt và đèn báo nguồn, khe tản nhiệt cho máy và hai rắc cắm âm loại chân nhỏ. Phía đằng sau máy có quạt tản nhiệt và công tắc nguồn. Dây nguồn của máy là dây nguồn dài 1,5 m, phích cắm là loại chân có đường kính 5 mm. Và đây là nội thất bên trong máy. Máy này có tận 3 tụ 820MF để ổn định dòng. Có hai sò và hai diode được gắn trên nhôm tản nhiệt. Bo mạch điện tử của máy là bo mạch dán. Thanh nối cực hàn bằng nhôm. Còn đây là cuộn kháng của máy. Bây giờ là lúc dùng thử máy. Đầu tiên tôi sẽ hàn thử máy với cối hàn 3,2 ly với điều kiện dòng điện ổn định để kiểm tra độ khỏe của máy. Sắt được hàn là tấm sắt dài 0,8 cm. Máy đã được điều chỉnh lên dòng hàn tối đa mà không thể hàn được tấm sắt. Khi hàn, dòng bị ngắt quãng liên tục. Sang tới phần thứ hai là hàn vào sắt hộp. Coi hàn lần này mà tôi sử dụng là coi hàn 3,2 ly. Nói chung là hàn vào sắt hộp với que 3,2 ly thì rất ok. Vì điều chỉnh dòng hàn tối đa trên máy và sắt cũng mỏng. Thêm nữa là trình độ hàn của tôi không được tốt cho nên hộp bị thủng nhiều. Tiếp theo là tôi mang cái máy này tới công trình để anh em thợ hàn thử. Sắt để hàn là sắt hộp. Hàn với que 2,5 ly. Dây hàn được nối dài hơn gần 10 mét. Vì thời gian có hạn nên chúng tôi chỉ hàn thử được gần 2 tiếng đồng hồ. Và đây là ý kiến của anh thợ đã dùng thử máy này. Con đỏ đầu tiên không ổn định là do mình là chưa chỉnh được đúng dòng. Đúng dòng. Ok đúng không? Con đỏ là hàng chuẩn đấy. Con hàng dòng là chuẩn. Nếu mà chỉnh đúng dòng của nó là đúng chuẩn. Ổn định hơn. Ổn định. Qua lần thử vừa rồi thì tôi thấy cái máy hàn Win200 Mini Pro này rất phù hợp với việc hàn sắt V hoặc sắt hộp. Về chế độ bảo hành thì hãng sẽ cam kết bảo hành cho anh em 12 tháng. Và video của chúng tôi đã kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.